chúng ta đi ăn lẩu nhé, nghe nói ăn cay có thể làm người ta vui vẻ. Được. Anh không phải không ăn cay sao? Lẩu cũng có món không cay, chúng ta đi ăn lẩu với nhiều loại gia vị khác nhau là được mà, có được không? Được. Vợ yêu, em vẫn còn nghĩ về chuyện hôm nay à? Chuyện hôm nay? Em cứ nghĩ là lại thấy sợ, nếu em thật sự làm tổn thương Tăng Linh, và gây tổn thương cho đứa con của cô ấy, em cảm thấy rất tội lỗi. Sẽ hối hận suốt đời. Vậy cho em xem đoạn video này. Vậy cho em xem đoạn video này. Em đã giả vờ đau bụng, để cố tình hãm hại trưởng nhóm mới của công ty. Muốn cô ấy bị sa thải, vì đã bắt nạt phụ nữ mang thai, cô ấy. Sao cô ấy có thể làm được điều này? Cô ấy thậm chí còn có đứa con trong bụng, vậy mà dám lấy nó ra đùa giỡn như vậy. Được rồi, vì vậy đừng nghĩ về nó nữa. Loại người này không đáng để em cảm thấy tội lỗi. Hãy tránh xa từ bây giờ nhé. Em hiểu rồi. Thôi được rồi, nhìn phía sau em đi, xem anh đã chuẩn bị gì cho em. Wow! Anh Diên, anh đã chuẩn bị những thứ này cho em sao? Bởi vì anh muốn làm cho em hạnh phúc. Cảm ơn anh. Chắc là anh đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Chỉ cần làm em thấy hạnh phúc, dỗ vợ, là niềm hạnh phúc của anh. Vì vậy em đừng lo lắng gì cả. Lan Lan, thật sự xin lỗi cô. Hôm qua là lỗi của tôi. Hai ngày qua tôi cảm thấy không được khỏe, nên có chút nóng này, dẫn đến báo động không chuẩn. Thật sự xin lỗi, cô sẽ tha thứ cho tôi chứ? Nên xin lỗi là tôi, người phải xin lỗi là tôi mới phải. Hai ngày qua do bàn giao công việc nên. Tôi có hơi vội vã khẩn trương, tôi không ngờ lại làm chị Linh tức giận. May mắn thay, bác sĩ đã nói, chị Linh chẳng có vấn đề gì cả, em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, không có vấn đề gì sao? Tại sao hôm qua lại đòi gọi xe cứu thương? Bê lên cắng đem đi, như là có gì đó lớn lắm đã xảy ra. Tôi đã nghĩ, đứa đó không thể cứu được chứ. Quả thật điều hôm qua, đã làm tôi sợ đến tái cả mặt. Tôi nói với cô Tăng Linh này. Hay là hôm qua cô giả vờ khó chịu, để kiếm chuyện hãm hại Giang Lan đó sao? Có người đã nói, chị Linh lợi dụng đứa bé trong bụng, để lấy cớ hãm hại tôi. Tất nhiên là tôi không tin điều đó. Làm sao tôi có thể sử dụng đứa bé trong bụng mình để hãm hại cô Lan chứ? Tôi cũng là lần đầu làm, không hiểu lắm, cảm thấy hơi khó chịu, sợ quá, đã làm mọi người lo lắng rồi. Ôi chị Linh à, thật may là không sao. Giang Lan, đừng làm khó chị ấy nữa. Giám đốc Diệp, ông đang tìm tôi. Tôi đã nghe qua những gì nhân viên trong bộ phận của cậu. Người ta nói rằng, cậu cố rất là cảnh giác. Về một trưởng phòng mới, cậu hãy làm thế nào đó để cho Giang Vi lên thay thế đi. Giám đốc Diệp, ý của ông là gì? Có phải là sa thải cô Giang Lan? Vâng thưa ông, tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức. Anh Cố, tôi có chút đắn đo, có vấn đề gì không? Anh Cố, tôi nghĩ, Giang Lan, không phù hợp với vị trí trưởng phòng mới. Lại có chuyện gì nữa sao? Tăng Linh là tiền bối của cô ấy. Vậy mà khi có chuyện xảy ra, cô ấy thực sự đã nói những lời không hay với tiền bối của mình. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục làm trưởng phòng, sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong công ty. Dường như, quản lý Lưu rất không hài lòng với tôi. Ý anh Cố là gì ạ? Tôi không phản đối anh, tôi chỉ là muốn có lợi cho công ty. Tôi đích thân thăng chức cho Giang Lan. Hay là anh thấy tôi, Cố Thâm này,
không còn quyền lực gì trong công ty nữa. Đã đến mức này rồi sao? Tăng Linh, cô ta không muốn chuyển giao công việc. Cũng được, bây giờ còn cậu nữa. Còn dám chạy đến trước mặt tôi, nói lựa chọn của tôi là sai. Xin lỗi tổng giám đốc Cố, tôi đã sai. Sự việc hôm qua là vấn đề không phải của một mình Giang Lan. Vậy nên, cô ấy chắc chắn đủ tư cách để làm trưởng phòng. Là tôi quá kỹ tính rồi. Được rồi, đi ra ngoài. Chào buổi sáng mọi người. Chào buổi sáng. Thật là ác độc, suýt chút nữa đã làm người ta bị sẩy thai. Thậm chí còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nghe nói cô ấy còn chiếm đoạt vị trí trưởng nhóm của Tăng Linh. Cũng không biết đã dùng những thủ đoạn nào để đạt được vị trí trưởng nhóm này. Thật không biết xấu hổ. Đúng vậy. Đầu tiên, Tăng Linh cũng không có chuyện gì cả. Cô ấy cũng sẩy thai. Thứ hai, tôi đã cố gắng hết mình mới đạt được vị trí trưởng nhóm này. Thứ ba, tôi không có lỗi. Tại sao tôi phải từ bỏ vị trí hiện tại của mình? Còn hai người, không hiểu biết gì thì không nên tùy tiện lan truyền những tin đồn không chính xác. Đây chính là vu khống người khác đó. Tôi có thể buộc hai người phải chịu trách nhiệm pháp lý. Lan, khi mình đến công ty hôm nay, liền nghe thấy họ nói xấu cậu. Có lẽ có người cố ý muốn nhắm vào cậu. Mình biết, họ nói gì cũng được. Dù sao mình cũng không làm những điều đó. Người trong sạch thì sợ gì chứ? Lan Lan, da mặt của cô thật là dày. Nếu tôi mà là cô, tôi cũng sẽ không có mặt mũi nào mà làm ở đây nữa đâu. Bạch Phi, tôi biết những tin đồn đến từ đâu. Nếu cô muốn dùng những tin đồn này để đuổi tôi đi, thì tôi khuyên cô đừng nên mơ tưởng nữa. Đừng nghĩ rằng, những chiêu trò âm mưu mà cô chơi sau lưng tôi, không ai biết. Cô đừng có nói linh tinh ở đây. Tôi nói với cô, bản thân cô có hành vi và ý nghĩ xấu. Cô đừng nghĩ sẽ đặt nước bẩn vào người tôi. Đồ không biết xấu hổ. Vậy thì cô cứ tiếp tục tự đánh đồng mình đi. Tôi không ý kiến. Lan Lan, cô đợi xem. Tôi sẽ khiến cô lập tức rời khỏi công ty. Cô sẽ không còn cách nào để tiếp tục làm việc trong ngành này nữa. Đừng quên, bố của Diệp Minh Hoa là thành viên hội đồng quản trị của công ty. Chỉ cần một câu nói của ông ấy, cô sẽ bị sa thải ngay lập tức. Được, được, được. Tôi đợi cô. Mọi người dừng lại công việc một chút. Đến phòng họp, hôm nay không phải thứ hai. Tại sao lại tổ chức cuộc họp trong khi mọi thứ đều ổn? Liệu có dự án mới nào nữa không? Được rồi, đi rồi sẽ biết thôi. Lan Lan, tôi nói với cô sắp chết rồi đấy. Cô ta có bệnh sao? Diệp Trấn Đông này, mình cảm thấy ông ấy có chút gì đó rất nghiêm túc. Mọi người đã đến đầy đủ chưa? Bây giờ cuộc họp bắt đầu. Ông Diệp, xin mời ông. Gọi mọi người đến đột ngột như vậy, vì tuần trước trong công ty đã có một cuộc cãi nhau, gây ra sự việc đồng nghiệp đó, suýt chút nữa đã sảy thai và phải nhập viện. Sự việc này gây ra những ảnh hưởng vô cùng xấu cho công ty. Phải xử lý một cách nghiêm túc. Lan Lan phải không? Vừa mới trở thành trưởng nhóm, đã nói những lời không hay với tiền bối của mình, thiếu lòng kính trọng với họ, tư tưởng không đúng, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của công ty Minh Hoàng. Không cần những người nhân viên như cô, ông Diệp. Ý của ông là, muốn sa thải tôi sao? Đúng, cô đã bị sa thải. Từ bây giờ, cô có thể sắp xếp thu dọn đồ đạc của mình, rời khỏi đây đi. Cố tổng, có chuyện gì mà hoảng sợ vậy? Ông Diệp đang ở đây, bí mật mở một cuộc họp ở phòng kỹ thuật, muốn sa thải Giang Lan Lan, có phải ông ta đang tìm cái chết không? Cái mà tôi yêu cầu cô điều tra, cô đã tìm thấy chưa? Tôi đã điều tra rõ ràng, đang sắp xếp bằng chứng. Bây giờ cô hãy sắp xếp và mang theo nó ngay, đi xuống cửa chính của công ty. Đợi chủ tịch xong, tôi sẽ đi vào phòng họp để ngăn chặn tên lừa đảo đó. Tống Diên, tên lừa đảo Diệp Trấn Đông đó, muốn sa thải cô, anh phải đến một chuyến rồi. Không phải như vậy ông Diệp, vụ việc này không phải lỗi của một mình Lan Lan. Tại sao chỉ sa thải một mình cô ấy? Cô ta đã gây ra ảnh hưởng xấu cho công ty, tất nhiên phải bị sa thải. Và cô, ai cho cô quyền được nói trong cuộc họp này? Cô có hiểu quy tắc không? Cô cũng muốn cùng cô ta ra khỏi đây phải không? Ông Diệp, ông nói đi, tôi đã gây ra ảnh hưởng xấu gì cho công ty? Về vụ việc lần này, cũng có một số người liên quan, lại chỉ mình tôi bị sa thải. Hay là tất cả mọi người đều bị sa thải,
Tất nhiên chỉ có mình cô rồi, Giang Lan Lan. Không phải cô muốn công ty sa thải Tăng Linh phải không? Tăng Linh đang mang bầu đấy. Cô làm như vậy, đang làm cho công ty gặp thêm rắc rối. Được thôi, vì ông Diệp đã ưu ái như vậy, thì tôi chỉ có thể dùng cách của riêng mình, đòi lại công bằng cho mình. Ý cô là gì? Là Bạch Vi đã bảo tôi gây rắc rối cho Giang Lan Lan. Cô ấy nói thành công, tôi sẽ có thể làm điều mình muốn. Giang Lan Lan, cô đang làm gì vậy? Hãy ngay lập tức thu hồi lại đi. Tôi đang chứng minh sự trong sạch của mình. Tại sao tôi phải rút lại? Ông Diệp, người thực sự gây ra sự việc đó là Bạch Vi, là con dâu tương lai của ông, chính là Lưu Gia Uy, đã che chở cho họ, muốn đẩy tôi trở thành nạn nhân. Cô thực sự nghĩ rằng, công ty Minh Hoàng sẽ che chở được cô sao? Được rồi, Lan Lan, điều này chỉ là một lời nói của Tăng Linh, đừng vu khống tôi. Giang Lan Lan, lấy một đoạn video vô căn cứ mà dám thách thức tôi sao? Hôm nay tôi sẽ sa thải cô. Tôi xem, ai dám phản đối, tôi phản đối. Ông Diệp, ông chỉ là một thành viên hội đồng mà quan tâm đến công việc của công ty đến như vậy, thậm chí còn tự tay sa thải nhân viên của tôi. Tôi là thành viên hội đồng của công ty, tất nhiên tôi quan tâm đến công việc của công ty là điều đương nhiên. Vụ việc này của Lan Lan có ảnh hưởng rất xấu, tôi nghĩ rằng mình không thể không chú ý. Loại nhân viên như này, ở lại công ty chỉ gây rắc rối. Vì vậy tôi quyết định sa thải. Vậy sao? Ông định bỏ qua tôi, tổng giám đốc của công ty này sao? Anh cố, hãy nghe tôi giải thích. Tôi, im mồm, dám coi lời nói của tôi không ra gì. Có lẽ cậu không thể làm việc ở đây nữa. Mau làm thủ tục nghỉ việc và biến đi. Tổng giám đốc Cố, điều này là ông Diệp bảo tôi làm như vậy. Ông Diệp, ông ta không có quyền tham gia công việc của công ty. Xin vui lòng ra ngoài. Cố Thâm, tôi gọi cậu là Cố Tổng. Cậu thật sự coi mình là một nhân vật quan trọng sao? Cậu chỉ là tổng giám đốc điều hành do chủ tịch Song bổ nhiệm. Cậu không có một cổ phần nào trong công ty. Nói tóm lại cậu chỉ là một người lao động, cậu thật sự còn dám đối đầu với tôi. Tôi nói với cậu, tôi nhất định sẽ sa thải Giang Lan Lan, không ai có thể thay đổi điều đó. Vậy tôi thì sao? Chủ tịch Song, chủ tịch, anh làm sao có thời gian đến công ty con thế này chứ? Xin lỗi anh đến muộn rồi. Anh đến đây làm gì vậy? Cố Thâm đã gọi cho anh biết em đang bị bắt nạt. Chủ tịch Song, anh và Giang Lan Lan là Diệp Trấn Đông, ông vừa mới nói, muốn sa thải vợ tôi. Chủ tịch Song, tôi không biết Lan Lan là vợ của anh, nếu tôi biết tôi sẽ không dám làm như vậy, không dám sao? Ông Diệp, vừa rồi không phải ông tỏ ra kiêu căng lắm mà, ngay cả tôi làm tổng giám đốc cũng chỉ được coi là một nhân viên quèn, chị dâu của chúng ta là một trưởng nhóm nhỏ bé, nên coi thường phải không? À, chủ tịch Song, tổng giám đốc Cố, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không nên lật đổ sự thật, không phân biệt đúng sai, tự ý can thiệp vào nhân sự của công ty. Lỗi của tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ông Diệp, đừng cố giải thích nữa. Đây là một hiểu lầm. Bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi, chính là cô Tăng Linh đó. Cô ấy đã ghen tị, nên cố ý hãm hại Lan Lan. Ha ha, bà Song, tôi nghĩ... Được rồi. Diệp Trấn Đông, tôi đến đây hôm nay, không chỉ vì việc ông sa thải vợ tôi. Ông Diệp, ông lợi dụng chức vụ, lạm dụng tiền công ty, nhận hối lộ, tôi đã điều tra rất rõ những hành vi của ông. Đây là bằng chứng. Xong rồi, tôi xong rồi. Tại sao lại như vậy? Bạch Vi, cô chỉ có bằng cấp trung học, với sự giúp đỡ của Diệp Trấn Đông, mới vào được công ty, cô đã vi phạm quy định tuyển dụng của công ty, và cùng với Tăng Linh hãm hại đồng nghiệp. Đạo đức cá nhân thiếu sót, bị sa thải, và tất cả các công ty thuộc tập đoàn họ Song, từ chối tuyển dụng cô, đừng sa thải tôi. Lan Lan, cô cố ý đúng không? Dù sao tôi cũng là em gái của cô. Tin hay không tôi sẽ nói với bố,
Đây là do cô tự gây ra, liên quan gì đến tôi? Bạch Vi, sao cô lại trách Giang Lan Lan? Nhìn vào bộ phận của chúng tôi, ai cũng tốt nghiệp từ trường danh tiếng. Cô có năng lực hay không? Có bằng cấp hay không? Không sa thải cô, liệu coi cô như tổ tiên à? Cúng cô ở đây luôn sao? Được rồi, gọi bảo vệ, đưa những người không liên quan đến công ty ra khỏi đây hết đi. Ngoài ra, Lưu Gia Uy hãm hại đồng nghiệp, không có đạo đức, cũng bị sa thải. Chị dâu, mời uống trà. Cả hai người. Không có gì muốn nói với tôi à? Chị dâu, chuyện anh Song giấu danh tính, thực ra, không có liên quan gì đến em. Chị muốn trách, hãy trách anh Song. Chỉ nghe theo anh ấy mà thôi. Ai bảo tôi giận? Anh thực sự là người giàu bí ẩn nhất Thượng Hải. Ông Song, chủ tịch tập đoàn họ Song đó sao? Ở cái này, người giàu nhất là bố anh. Sau khi thừa kế tài sản của gia đình, bây giờ là anh. Đừng nói nhiều nữa. Lan, anh không muốn giấu danh tính của anh. Chính em là người chưa bao giờ hỏi anh về điều này mà, bây giờ anh sẽ kể cho em ngay, anh là chủ tịch tập đoàn họ Song. Người giàu bí ẩn nhất Thượng Hải. Điều này sẽ không làm em sợ hãi chứ, cái này, hoàn toàn có thể. Đúng rồi, anh thật thông minh làm sao, bằng cách này anh sẽ không làm vợ sợ hãi. Anh Minh Hoa, con khốn. Anh Minh Hoa, tại sao anh đánh tôi? Cô còn giả vờ nữa sao? Con khốn này, cô còn giả vờ nữa sao? Nếu không phải do cô công khai trong công ty, xúc phạm Giang Lan Lan, bố tôi sẽ không bị liên lụy bởi cô, mà bị đá ra khỏi công ty. Hãy thả tôi ra. Tên khốn này, bố của anh đã bị đuổi khỏi công ty. Đó là vì ông ta đã vi phạm pháp luật. Nó có liên quan gì đến tôi, con đàn bà đê tiện này? Tôi cảnh báo anh, nếu anh còn đụng đến tôi sẽ gọi cảnh sát. Cứ đợi đó. Chờ tôi. Bạch Vi. Giang Linh, cô cũng muốn gây rắc rối cho tôi phải không? Ngay từ đầu tôi không nên nghe lời cô, gài bẫy Giang Lan Lan, không giữ được vị trí của mình và còn bị mất việc nữa. Cô đúng là đồ gây hại, tôi không ép cô hãm hại Lan Lan, đó là do lòng tham của cô. Cô không kiềm chế được ham muốn trách ai đây. Bạch Vi, cô thật không biết xấu hổ. Tôi khuyên cô, tốt nhất là đừng quá bực tức. Nếu không cẩn thận đứa bé trong bụng, tôi không thể cứu được đứa trẻ đâu. Và còn nữa, thay vì lãng phí thời gian với tôi ở đây, thì cô nên đi tìm công ty để đòi bồi thường. Nói thế nào nhỉ, cô cũng sắp đẻ rồi. Công ty sa thải phụ nữ mang bầu, cô sẽ không được bồi thường đâu. Tổng giám đốc Cố, tôi là Tăng Linh, có thể không sa thải tôi trước được không? Tôi đã bị Bạch Vi lừa nên mới làm như vậy. Tôi không hãm hại Giang Lan Lan, anh hãy tin tôi còn phải trả nợ xe nhà, vẫn còn đứa trẻ phải nuôi, tôi không thể không có công việc này. Cô Tăng Linh, việc sa thải cô, đó là quyết định của chủ tịch, tôi không thể quyết định được. Nếu cô không hài lòng với kết quả, có thể khởi kiện công ty, bất kể hậu quả thế nào, công ty sẽ chịu. À, tổng giám đốc Cố, không, tôi sẽ không kiện công ty, tôi đã làm việc trong công ty suốt 8 năm, tôi rất yêu công việc này, có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Điều tra một lần nữa, trả lại sự trong sạch cho tôi được không? Tăng Linh, công ty sẽ không bao giờ bất công với bất kỳ nhân viên nào. Nếu cô có bằng chứng mới, cô có thể giao cho quản lý. Giang Lan Lan, cô Tăng, cô định làm gì? Giang Lan, tôi không vu cáo cô giúp tôi chứng minh được không? Chúng ta trước đây cũng là đồng nghiệp, mối quan hệ khá tốt, cô giúp tôi được không?
Tăng Linh, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, làm sao có thể thay đổi được gì? Cô là vợ của chủ tịch, một lời của cô sẽ giúp tôi giữ được công việc này. Vậy tại sao tôi phải giúp cô? Tăng Linh, tôi không phải loại người trả ơn bằng oán. Là cô đã hại tôi trước, tôi không thêm đá vào giếng là đã quá nhân từ rồi. Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa, tôi còn việc phải đi trước. Giang Lan Lan, cô nhìn thấy chết mà không cứu à? Tình cô khá giả, mọi người trong bộ phận đều biết, cô mất công việc này, cũng không đến nỗi sẽ mất mạng đâu. Đối với cô, cuộc sống của cô vẫn sẽ rất bình thường, vậy nên đừng đe dọa tôi. Cũng đừng trói buộc đạo đức của tôi. Vợ yêu, hôm nay chúng ta đi ăn ở ngoài nhé. Được tốt, ngày mai em sẽ nghỉ hẳn một ngày, chúng ta có thể thư giãn thật thoải mái. Thật tuyệt. Vợ cuối cùng cũng dám dành thời gian bên cạnh anh, thay vì ôm máy tính cả ngày, đi làm thêm. Được rồi, đi nhanh thôi, em đói rồi. Vâng, nghe theo lệnh em hết, vợ yêu. Giang Lan Lan, thật là cô sao? Cô không ở lại thủ đô sau khi tốt nghiệp đại học à? Nhà tôi ở thành phố biển, nên tôi quay trở lại đây. Vậy tốt, sau này thì tôi cũng ở lại làm việc ở thành phố biển này. Hiếm khi gặp nhau, tại sao chúng ta không trao đổi thông tin liên lạc với nhau nhỉ? Sau này chúng ta cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Được. Vợ yêu, món đã được gọi xong rồi, em xem còn gì muốn ăn nữa không? Được. Cậu là ai? Xin chào, tôi là chồng của Lan Lan. Xin chào, tôi là chồng của Lan Lan. Tôi xin phép, bạn tôi vẫn đang đợi tôi. Tôi không làm phiền hai người nữa. Dạ. Em thấy những món này có hợp khẩu vị em không? Những gì anh chọn, tất cả em đều thích, không phải chọn. Người vừa rồi là ai vậy? Anh ấy là một trong những người đã cầu hôn em, trong trường cấp 3. Em có ý gì vậy? Đó là, trước đây anh ấy theo đuổi em, nhưng, đó là thời điểm quan trọng cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Em sợ nó sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học của mình. Vì thế em đã từ chối anh ấy một cách lịch sự. Em nói rằng, khi nào chúng em vào được đại học, hãy nói đến chuyện đó sau. Vì thế, trong trái tim em, vậy là em vẫn còn tình cảm với anh ta. Không. Điểm số của em lúc đó, đứng thứ hai của toàn trường. Anh ấy kém em đến 30 bậc. Vì vậy em chưa bao giờ nghĩ đến, chúng em sẽ được nhận vào cùng một trường đại học. Vợ à, em thật tuyệt vời. Nhưng, em đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Tại sao? Em đã kết hôn, có chồng rồi. Đừng để anh ta có thêm hy vọng gì nữa. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Anh cũng không muốn nghĩ thế đâu. Ai bảo anh ta làm điều đó khi anh ta vừa nhìn thấy em, mắt anh ta dán chặt vào em. Chiếc nhẫn kim cương anh mua cho em đâu rồi? Em hãy đeo nó vào, trong trường hợp có một số người có ý đồ xấu, tưởng em còn độc thân, bám lấy. Em đồng ý, anh đã hài lòng chưa? Không tệ.
Xin chào Yến Yến. Lan Lan, ngày mai là ngày nghỉ, tôi đã gọi các đồng nghiệp khác trong bộ phận, chúng ta ra ngoài và gặp nhau, ăn mừng sự thăng tiến của cô. Được rồi, chắc chắn. Xuyệt, Lan Lan, cũng đã muộn rồi, tôi sẽ không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, tạm biệt. Tất cả là lỗi của anh. Chuyện gì vậy, hôm nay em có cần phải làm việc không? Tối mai, bộ phận của em sẽ cùng nhau liên hoan, ăn mừng việc em được thăng chức. Ngày mai anh sẽ đi cùng em. Hay là vậy, anh đi cùng em. Thôi vậy, nếu anh đi, những người trong bộ phận của em, họ có thể ăn uống thoải mái được không? Cũng phải, bây giờ anh là ông chủ lớn, nếu anh đi, chắc họ cũng không thoải mái. Em nói như vậy làm anh không vui đó, Lan Lan, em phải bù đắp cho anh. Sao, làm thế nào để bù đắp? Anh đang làm gì vậy? Anh đã nói là em phải đền bù cho anh rồi. Lan Lan, xin lỗi mọi người. Tôi đến muộn, để mọi người phải chờ lâu rồi. Lan Lan, cô mau ngồi xuống đi. Lục Hằng, tại sao anh lại ở đây? À tôi, cô lại quên rồi sao? Không phải Giang Vi và một số người khác đã bị sa thải sao? Bộ phận của chúng ta lại tuyển thêm người mới. Lục Hằng cũng vậy, quản lý nghe nói hôm nay chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau. Bảo tôi gọi Lục Hằng cùng đến. Đúng, đúng. Khoan đã, trước đây hai người có quen nhau à? Hai chúng tôi cùng chung một trường, là bạn học với nhau thời cấp 3. Bạn học cấp 3, đó là mối quan hệ tốt. Này, Lục Hằng, mau nói cho chúng tôi biết đi. Trưởng nhóm Giang của chúng tôi xinh đẹp vậy. Trong trường cấp 3, có nhiều người theo đuổi lắm phải không? Đúng, nhanh nói cho chúng tôi biết đi. Không có, mọi người đừng đoán mò nữa. Lúc đó tôi, chính là, hai tai không nghe chuyện ngoài kia, chỉ đọc sách của các nhà hiền triết. Đúng, lúc đó Lan Lan ở trường chúng tôi là thiên tài học tập. Cô ấy là thần học tập mà mọi người ngưỡng mộ. Có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy, tôi cũng là một trong số đó. Ai ô, gọi thân mật như vậy. Lục Hằng, tôi thấy ánh mắt của anh nhìn Lan Lan rất khác, anh có phải vẫn còn chưa chịu từ bỏ cô ấy không? Chưa bỏ cuộc, đừng nói vớ vẩn. Mọi người đừng làm ồn nữa, mọi người đã quên rồi sao? Tôi đã kết hôn rồi, là người đã có gia đình. Lan Lan, nhẫn trên tay cô thật đẹp. Tôi thật sự rất ghen tị với cô, kim cương to như quả trứng bồ câu, cô thật là hạnh phúc. Lan Lan, cô thực sự không muốn đi hát cùng chúng tôi sao? Không, hôm nay tôi đã uống nhiều rượu rồi, mọi người hãy đi đi, cái đó, tôi sẽ hoàn trả chi phí cho mọi người sau. Vậy cô về nhà bằng cách nào? Giang Lan, hay là tôi đưa cô về nhà nhé? Không cần đâu, tôi đã gọi cho chồng tôi đến, anh ấy sẽ đưa tôi về nhà. Tôi đi trước nhé, chúc mọi người chơi vui vẻ, tạm biệt. Không phải là tiệc tập thể phòng ban sao, tại sao anh ta cũng có mặt ở đây? Ai? Bạn cùng trường cấp 3 của em. Anh đang nói về Lục Hằng sao? Anh ấy là nhân viên mới của phòng ban chúng em. Vậy là sau này hai người họ sẽ làm việc trong cùng một văn phòng. Từ giờ trở đi, hai người sẽ làm việc cùng nhau sao? Đúng, có chuyện gì không? Về nhà. Em chờ một chút, nấu cho em tô canh giải rượu.
Tống Diên. Anh giận rồi sao? Đúng không? Anh không có. Anh đang nói dối. Lúc ở trên xe, anh không thèm để ý đến em. Anh đang suy nghĩ về việc. Tất nhiên, anh thừa nhận, anh có ghen. Anh không thích cái tên Lục Hằng đó, làm việc cùng em trong một văn phòng. Tống Diên, anh không cần phải ghen đâu. Em thích anh. Không phải chứ, anh xong. Sao hôm nay anh chăm chỉ làm việc vậy? Tôi là tổng giám đốc điều hành, tôi vẫn chưa đến công ty làm, mà anh đã đến rồi sao? Làm sao? Anh có ý định tiếp nhận chi nhánh này sao? Tôi cho cậu biết, từ hôm nay, tôi sẽ làm việc ở đây, phòng làm việc này thuộc về tôi. Làm sao? Cậu không muốn nhường phòng làm việc này cho tôi sao? À, đừng đừng, tôi không dám. Cậu yên tâm. Vị trí CEO này không thể thiếu cậu. À đúng rồi, bộ phận kỹ thuật, nhân viên nam mới được tuyển tên là Lục Hằng. Có vấn đề gì sao? Anh xong, nếu tôi không nhầm thì, lần trước anh hỏi về một nhân viên nhỏ của công ty, vì cô ta bắt nạt chị dâu. Lần này lại vì lý do gì? Hơn nữa, Lục Hằng này là người mới được tuyển, chắc anh ta không làm phiền anh chứ? Anh ta thích vợ tôi, chuyện này mà anh ta cũng dám sao? Vậy nên anh đang có ý đăng ký chủ quyền. Cậu nghĩ sao? Trưởng nhóm, những tài liệu này, tôi còn một số vấn đề chưa hiểu, muốn nhờ cô giải thích. Chỗ nào không hiểu, Lan Lan. Tống Diên, tan làm rồi chúng về nhà thôi, anh đến đây làm gì vậy? Em làm việc đến ngốc rồi sao? Em quên rồi à, anh là chủ của công ty này đó. Đúng vậy. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tự giới thiệu một chút, tôi là Tống Diên, tổng giám đốc tập đoàn họ Song, cũng là chủ tịch của công ty điện tử Minh Hoàng. Chào mừng anh gia nhập công ty. Chào mừng anh gia nhập công ty. Xin chào, tôi tên là Lục Hằng. Anh còn việc gì nữa không? Nếu không có gì thì, chúng tôi xin phép về trước. Không có, chỉ là một chút vấn đề nhỏ, tôi có thể tự giải quyết, vậy thì tốt. Chúng ta về nhà thôi. Giang Lan, ông đến đây làm gì? Giờ gặp tao, mày còn không gọi bố sao? Tao làm sao lại có thể sinh ra được một thứ như mày? Đủ rồi, ông tìm tôi là vì chuyện của Giang Vi đúng không? Mày còn dám nói sao? Vi Vi là em gái của mày đấy. Mày không muốn con bé sống tốt phải không? Mày làm hại bố chồng con bé thì không nói, bây giờ lại hại con bé mất đi công việc. Được rồi, bây giờ gia đình họ Diệp đã hủy hôn với gia đình mình. Mày đã hài lòng chưa? Lòng dạ của mày sao lại độc ác đến thế? Ông Giang, chuyện của Diệp Trấn Đông là vì ông ta vi phạm luật lệ, bị công ty phát hiện, vì vậy ông ta mới bị điều tra và phải ngồi tù. Còn về Giang Vi, cô ta đạo đức không đúng, trình độ học vấn cũng không đáp ứng yêu cầu của công ty, đã bị tôi sa thải. Hai chuyện này, dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng không thể trách Lan Lan được. Bị cậu sa thải, cậu có tư cách gì mà sa thải Vi Vi? Điện tử Minh Hoàng là của tôi. Ông nói tôi có đủ tư cách không? Làm sao có thể, Minh Hoa và Vi Vi đã nói, cậu hoàn toàn không phải là đại gia, cậu làm sao có thể là chủ tịch của Minh Hoàng được. Minh Hoa cũng chưa từng gặp cậu. Đừng lừa tôi nữa. Ha ha ha, thú vị thật đấy. Ông này, ông dùng hai từ đại gia để nói về anh Song đây. Ông đang sỉ nhục ai vậy? Tỷ phú hàng đầu thành phố biển, tổng giám đốc tập đoàn Song Yến. Ông biết không? Nếu không biết, ông hãy nhanh chóng về nhà lên mạng tra cứu. Đừng đứng ở đây làm mất mặt thêm nữa. Chúng ta về nhà thôi.
Hai người này không thấy mình sao? Anh Yến ca, chị dâu, đợi tôi với. Alo mẹ, mẹ gọi cho con muộn vậy, có chuyện gì không? Lan Lan, bố con gặp tai nạn xe, hiện đang ở bệnh viện, nghe nói không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng có lẽ cũng phải ở lại bệnh viện, nằm một tháng. Mẹ nói chuyện này với con để làm gì? Ông ấy đang ở bệnh viện, không phải cần người chăm sóc sao? Người phụ nữ kia lấy lý do sức khỏe không tốt, không thể đến đó chăm sóc được, muốn để Tiểu Hào đến đó chăm sóc ông ấy. Nhưng Tiểu Hào không phải tuần sau mới bắt đầu nghỉ hè sao? Không thể, ông ta làm sao có thể nghĩ như vậy được? Ông ta dựa vào cái gì mà để Tiểu Hào đến đó chăm sóc? Suốt nhiều năm qua ông ta có quan tâm đến chúng ta không? Không nói về chuyện này, chỉ nói về đôi mắt của Tiểu Hào. Nếu ông ta thương Tiểu Hào dù chỉ là một chút, ông ta cũng sẽ không để mặc kệ đôi mắt của nó đau đớn suốt nhiều năm qua. Được rồi, con đừng giận. Mẹ cũng sẽ không đồng ý với ông ấy. Con hãy bình tĩnh, ngày mai con còn phải đi làm. Con hãy đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa. Em có chuyện gì vậy? Không sao. Lan Lan, anh vừa mua một cái bánh, em có muốn ăn không? Tống Duyên, anh không phải ở trong phòng ngủ sao? Anh ra ngoài lúc nào vậy? Và cái này, tại sao muộn thế này rồi mà anh còn muốn ăn bánh? Bởi vì... anh có thể biến ra nó. Anh làm em cảm thấy vui hơn. Được rồi, đừng nghĩ về nó nữa. Anh nghe nói, ăn đồ ngọt, dường như nó làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Ông lại có chuyện gì nữa? Giang Lan, tại sao mày không trả lời tin nhắn của tao? Ông nghĩ cả ngày tôi không có chuyện gì để làm, chỉ lo ngồi đợi ông gọi điện thoại cho tôi sao? Tôi có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, mày đừng có lúc nào cũng mang cái giọng điệu đó nói chuyện với tao. Tao là bố của mày, mày có được giáo dục không? Hả? Tôi có bố nhưng không có bố nuôi dạy. Tôi có được giáo dục không? Ông là người biết rõ nhất. Giang Lan, tất cả những chuyện ông đã làm với chúng tôi, nếu ông còn để cho Tiểu Hào chăm sóc ông, tôi nói cho ông biết, không đời nào. Mày ghét tao đến vậy sao? Tao đã làm gì sai mà mày lại đối xử với tao như vậy? Ông muốn biết ông đã làm gì sao? Ông đã lừa dối mẹ tôi, đem tình nhân của ông và đứa con gái ngoài giá thú của ông đưa vào nhà, đuổi tôi và Tiểu Hào ra khỏi Giang gia. Khi tôi tìm ông để xin tiền phẫu thuật cho mẹ, ông bắt tôi quỳ dưới mưa. Ông có nghĩ tôi nên ghét ông không? Tao đã ly dị với mẹ mày, tiền chữa bệnh của mẹ mày, tao không có nghĩa vụ phải chi trả. Ông không có nghĩa vụ phải chi trả tiền đó, nên chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải phục vụ ông, đúng không? Ông muốn tôi phục vụ ông? Trang Vi đâu, cô ta chết rồi sao? Về chuyện này, tôi không ngại nói cho ông biết, mẹ tôi và Tiểu Hào đang nằm trên giường bệnh, khi tôi phải tự mình thanh toán hóa đơn tiền viện. Kể từ lúc đó, tôi đã nguyền rủa ông, tôi ước gì gia đình ba người của ông, các người đều đã chết, tại sao mày lại hung ác như vậy? Chồng của mày, ông im đi. Con khốn nạn, mày dám cúp máy của tao sao? Giang Lan, đứa con gái này, nó quá tàn nhẫn, không giống con gái chúng ta. Nó không những không quan tâm đến vết thương của ông, và nó còn dám chống lại ông nữa. Đứa con như thế, ông nên bỏ đi. Đúng đó bố, bố cần phải giáo dục lại Giang Lan kia đi. Cô ta không nghe lời bố mà bố cũng không làm gì cô ta còn phá hoại cuộc hôn nhân của con. Hiện nay, tất cả mọi người đều biết, con bị người ta hủy hôn, con không còn mặt mũi để gặp ai nữa. Đúng, cô ta không muốn hai mẹ con chúng tôi sống tốt, cố tình gây rắc rối tại hôn lễ, làm tổn thương Vivi của chúng ta, hủy hoại toàn bộ danh tiếng của con bé. Con khốn này, nó thực sự nghĩ rằng tôi không dám làm gì với nó sao? Lâm Chí, bà hãy thông báo cho Vương Bình và nói với bà ta để Giang Lan và Giang Hào đến đây chăm sóc tôi. Nếu chúng không đến, tôi sẽ khiến họ mất mặt. Để người ngoài biết được hai đứa này là đứa con bất hiếu và ngang ngạnh, tôi sẽ đi ngay. Không phải vậy chứ, anh Song.
anh đã cãi nhau với chị dâu à? Cậu nghĩ chuyện này có thể không? Cũng có thể lắm, tôi vừa thấy mắt chị dâu đỏ đỏ. Và tâm trạng cũng không tốt lắm, thậm chí cô ấy còn không chào lại tôi. Em có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại đến đây? Anh đã tính toán, cảm thấy có lẽ vợ mình, tâm trạng có vẻ như không tốt. Vì vậy, anh đã đến đây, để làm em vui vẻ. Anh lại đùa với em rồi, chỉ cần làm em vui là được. Đi, anh sẽ dẫn em đi ăn món ngon. Không tốt lắm đâu, em vẫn đang trong giờ làm việc. Đã đến giờ nghỉ chưa? Không ảnh hưởng đâu, đi thôi. Anh làm như vậy làm em xấu hổ đó. Ăn cơm với chồng, có gì xấu hổ đâu. Không phải ý em là, nắm tay như vậy quá nổi bật một chút cũng tốt mà. Trước đây vì chúng ta giấu chuyện này, nên em bị người trong công ty bắt nạt. Bây giờ chúng ta công khai, không ai dám đến làm phiền em nữa. Sẽ không ai gây rắc rối cho em. Lan Lan, bất kể có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ rằng, em còn có anh sẽ ủng hộ em, và luôn đứng về phía em. Em hiểu rồi. Có ai không? Ai vậy? Lâm Chí, các người đến nhà tôi làm gì? Nhìn xem con gái tốt mà cô đã dạy bảo, đã làm cho con gái tôi trở nên như thế này đây. Cô đang nói những điều vớ vẩn gì vậy? Con gái tôi làm sao có thể làm hại đến Bạch Vi, vẫn không chịu thừa nhận. Giang Lan Lan của cô không chỉ làm mất việc làm của con gái tôi, ngay cả việc đám cưới cũng bị nó phá hỏng. Con gái tôi luôn là người hiểu biết, chắc chắn là Bạch Vi đã làm hại Lan Lan trước. Luôn hiểu biết sao? Cô ta thậm chí không quan tâm đến bố ruột của mình. Ông ta đang nhập viện, nhưng không thèm nếm xỉa đến. Giang Phong đã nói, Giang Lan Lan và Giang Tiểu Hào không phải là con của ông ta. Vậy thì cần tìm ai đó. Nói về hai đứa con vô hiếu này, nếu cô sợ hàng xóm trêu chọc, hãy nhanh chóng để hai thứ rác rưởi đó cút ra ngoài. Nếu con gái tôi không thể kết hôn, Giang Lan cũng đừng mơ sống tốt đẹp. Tôi sẽ làm hỏng cuộc hôn nhân của cô ta và chàng trai đó. Lâm Chí, tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám phá hoại hạnh phúc của Giang Lan Lan với Tống Diên, tôi sẽ chiến đấu với cô đến cùng. Tôi sợ cô không đủ sức đâu. Tôi sẽ xé mồm cô, để cô không vu khống gia đình chúng tôi, vu khống cho Lan Lan và Tiểu Hào. Tôi nói với cô, chuyện hôn nhân của Bạch Vi đã thất bại, đó là báo ứng. Đừng cướp người đàn ông của người khác. Bà già, tôi đánh chết bà. Vợ yêu, lần này anh đi công tác ít nhất 3 ngày, em có nhớ anh không? Tất nhiên là có rồi. Anh thật sự muốn đưa em đi cùng. Chỉ 3 ngày thôi, sẽ rất nhanh thôi mà, em sẽ không buồn đâu. Anh sẽ rất nhớ em. Được rồi, đi nhanh đi. Được rồi, tài xế đang đợi anh bên ngoài, đi nhanh đi. Alo Tiểu Hào, mẹ đã bị Bạch Vi và Lâm Chí đánh, hiện đang ở bệnh viện, mẹ có bị thương nặng không? Chị đừng lo lắng, bác sĩ nói chỉ là tổn thương ngoài da, em sẽ ở bên chăm sóc mẹ, không ai được phép bắt nạt mẹ nữa. Tiểu Hào, đừng xô xát với họ trước, nếu họ khiêu khích em hãy nhẫn nại, chị sẽ đến ngay, đừng sợ. Ai? Là chị Tiểu Hào. Chị. Tại sao chị lại trở về đột ngột vậy? Công việc ngày mai thì sao? Mẹ bị đánh. Chị còn quan tâm đến công việc gì nữa? Tại sao chị lại trở về đột ngột vậy? Công việc ngày mai thì sao? Mẹ bị đánh, chị còn quan tâm đến công việc gì nữa? Nhưng còn có thể làm được gì nữa? Liệu có phải đánh trả lại không? Chị, em thật vô dụng. Nếu mắt của em tốt hơn một chút, chị và mẹ sẽ không bị em làm phiền, cũng sẽ không bị đau khổ như vậy. Điều này không liên quan đến em Tiểu Hào. Họ đã quá đáng khi bắt nạt người khác. Trước hết không nói về điều này nữa. Mẹ thật sự không sao chứ? Không sao đâu, chỉ là bị cào trên mặt và tay. Cơ thể còn bị bầm tím một chút, nhưng bác sĩ nói rằng chỉ cần rửa nước muối vài ngày là được.
Tiểu Hào, chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Họ cũng đánh em sao? Em đến gặp mẹ, tình cờ gặp họ, khi cãi nhau với họ, không biết ai đã kéo em một cái, rồi sau đó bị Bạch Vi bắt lại. Họ đang ở phòng bệnh nào? Em dẫn chị đi, chị sẽ tìm họ ngay bây giờ, chị đừng đi. Chị hãy bình tĩnh một chút, chị và họ không giống nhau, chị là người thành đạt trong xã hội và có văn hóa, nếu bị người khác biết, chị sẽ bị chế nhạo. Chế nhạo cái gì? Cả gia đình đều bị họ đánh, chị còn có thể nhẫn tâm không làm gì sao? Chị, nếu không thể nuốt trôi cái tức này, em sẽ đi, em đánh nhau sẽ không có gì, nhưng chị không giống em, nếu bị anh rể biết, anh ấy sẽ nghĩ gì về chị? Anh ấy sẽ không trách chị đâu, mẹ và em đã nói rằng anh rể rất tốt. Chị lấy được anh rể, cả em và mẹ đều rất hạnh phúc. Nhưng nếu vì chuyện này mà, chị và anh rể cãi nhau, em và mẹ sẽ hối hận cả đời. Không sao, tôi có thể chịu được. Được rồi, hãy đến nhanh đi. Đừng để... Lan Lan, con đến đây làm gì? Con không tin tưởng về mẹ. Mẹ đã kiểm tra chưa? Còn đau chỗ nào không? Đừng sợ tiêu tiền lung tung. Chúng ta phải tiêu tiền vào những việc cần làm. Chỉ là vết thương ngoài da vài ngày là khỏi mà. Chuyện nhỏ thôi. Con trở về làm gì vậy? Ngày mai không cần đi làm sao? Làm việc không quan trọng. Hơn nữa, mẹ đang ở bệnh viện. Ai sẽ chăm sóc mẹ đây? Mẹ đã gọi điện cho gì? Cô ấy sẽ đến đây ngay. Còn con làm sao lại chạy về đây đột ngột vậy? Tống Diên có biết không? Đêm khuya như vậy, cậu ta làm sao lại để con về một mình vậy? Chúng con chia tay rồi. Cái gì? Sao lại chia tay? Vì vấn đề với Bạch Vi, nói xấu sau lưng con, cô ta và những người khác đã đến công ty tìm con. Vì vậy, bọn người tệ hại này sẽ tìm cô ta. Làm gì vậy? Vết thương của mẹ vẫn chưa lành. Nếu muốn tính toán với họ con sẽ làm. Mẹ không sao, mẹ sẽ tự lo. Mẹ chỉ muốn giết hết chúng. Đôi mắt của Tiểu Hào là do chúng làm cho Tiểu Hào không nhìn rõ. Giờ lại ở đây phá hoại cuộc hôn nhân của con lần nữa. Mẹ không thể chịu được. Mẹ à, con sẽ không để họ sống yên ổn. Mẹ đừng lo chuyện này nữa. Hãy để con xử lý hết. Bọn họ không có lương tâm. Để cho hai mẹ con họ đè lên đầu chúng ta và làm điều ác. Lan Lan, mẹ nói với con, lần này mẹ sẽ không cản nữa. Con không cần phải nói với Tiểu Hào. Lần này chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ với hắn ta. Được, con nghe mẹ. Con sẽ chấm dứt mối quan hệ với họ. Sau này con sẽ không còn giao du với họ nữa. Tôi sẽ tìm họ. Dì đừng vội vàng. Đánh người trong cơn giận là vi phạm pháp luật đấy. Yên tâm Lan Lan. Khi còn nhỏ, các con đã chịu đủ thiệt thòi rồi. Ai dám bắt nạt mẹ con, dì sẽ đấu tranh với họ. Không giống như bây giờ đâu. Lo lắng và suy nghĩ trước sau. Đánh lộn với họ không hợp lý. Đưa họ vào trong ăn cơm tù không tốt hơn sao? Cháu cần sự hợp tác của dì. Hôm nay nếu không đưa hai mẹ con đó vào tù, con sẽ không xứng đáng với mẹ. Đừng lo lắng, Lan Lan, dì nhất định sẽ làm được. À, chị sao hôm nay không đến công ty vậy? Có chuyện gì xảy ra không? Xin lỗi, vì có việc gấp ở nhà nên tôi đã trở về, không kịp xin nghỉ. Không sao đâu, chuyện trong nhà chị dâu có nghiêm trọng không? Cần tôi giúp chị không? Không cần, tôi có thể xử lý được. Giường số 1 Vương Bình thay nước muối. Không có gì, tôi còn việc phải làm trước, tạm biệt. Chính là cô ta, chính là người phụ nữ này. Nghe nói cô ta là người thứ ba. Hôm qua cô ta với con gái, thậm chí còn đánh đập người vợ chính thất. Thời nay thế lực của người thứ ba, tất cả đều kiêu ngạo như vậy à? Còn dám đánh vợ chính thất nữa, thật không biết xấu hổ. Không có gì là lạ, nếu biết xấu hổ cô ta sẽ không lên giường với đàn ông khác. Nghe nói cô ta còn có một con gái, có vẻ như cũng bị hủy hôn. Tôi nghĩ đây là báo ứng. Con gái của kẻ thứ ba có gì tốt đẹp đâu, tốt hơn là rút lui. Đúng vậy, không phải sao? Con trai tôi nếu tìm được một người phụ nữ như vậy, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với con mình. Mấy người đang nói linh tinh gì vậy? Xem tôi xé rách miệng các cô. Dám làm nhưng không dám để người khác nói à? Hai người thật là làm mất mặt phụ nữ. Là ai đang nói linh tinh ở đây? Phỉ báng chúng tôi. Vương Bình, chắc chắn là Vương Bình người phụ nữ này. Biết vậy, hôm qua tôi nên xé miệng cô ta. Tôi khinh, thật không biết xấu hổ. Các người không biết gì cả, chỉ biết nói linh tinh ở đây. Tôi cảnh báo các người, nếu còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ báo cảnh sát, kiện các người tội phỉ báng. Không thể nuốt được cục tức này mà, đi tìm cô ta để thanh toán. Mọi người có biết không, người phụ nữ này tại sao lại thu hút chồng chị tôi nhỉ? Chính vì cô ta biết phục vụ đàn ông. Con khốn này, nói linh tinh, tôi xé rách khuôn mặt của cô. Tiểu Hào, Lâm Chí, nếu bà dám làm gì với em trai tôi thì thử xem, tôi sẽ đấu với bà.
Lan Lan, tỉnh dậy đi. Lan Lan, em không sao chứ? Gọi bác sĩ, nhanh lên. Anh Song, đừng lo lắng. Chị dâu chắc chắn không sao đâu, nhưng hai mẹ con này, làm thế nào để chúng ta đối phó với họ? Nói với luật sư, tôi muốn cho họ vào tù, không được cho họ sống yên ổn một ngày nào nữa. Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Tiểu Song, làm cách nào con tới đây được? Con đang đi công tác hai ngày trước, nghe Cố Thâm nói, Lan Lan đang ở bệnh viện, thế là con vội vã tới đây. Lan Lan nói, có đúng là con muốn chia tay với con bé phải không? Hai người đã cãi nhau sao? Con không nói là con muốn chia tay với cô ấy, có lẽ có sự hiểu lầm nào đó ở đây. Mẹ đừng lo lắng. Lan Lan và con sẽ ổn thôi, sẽ không chia tay đâu. Thật tốt là không chia tay. Chuyện giữa vợ chồng sẽ có những va chạm là điều khó tránh khỏi, hai con cần phải bao dung nhau hơn. Vâng mẹ, con hiểu rồi. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Rất may vết thương của bệnh nhân không nghiêm trọng, chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Ngoài ra bệnh nhân còn bị suy dinh dưỡng, các thành viên trong gia đình hãy chú ý hơn nhé. Được rồi, bệnh nhân đã tỉnh, hãy vào thăm cô ấy đi, thật may là không sao. Tại sao anh lại ở đây? Lan Lan, Tiểu Song đã nói với mẹ. Hai con không hề chia tay. Cái đó, con có thể đã nhầm. Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa khỏi bệnh. Mẹ về nghỉ ngơi trước đi. Con sẽ chăm sóc tốt cho Lan Lan. Mẹ yên tâm. Hai con nói chuyện vui vẻ nhé. Tại sao em lại nói với mẹ? Anh muốn chia tay với em. Em không muốn chịu đựng nữa. Em muốn đánh nhau. Em không muốn để mẹ bị thiệt thòi. Em muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gia đình họ Giang. Lan Lan, anh đã nói, bất kể điều gì xảy ra, em có anh ở sau lưng chống đỡ. Anh sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề. Em không cần phải vất vả như vậy. Đừng lo lắng nữa. Những việc này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho anh. Nhưng em vẫn sợ. Anh tốt đến thế, rất xuất sắc lại còn tài giỏi, còn em lại tệ như thế này. Em sợ, sợ anh sẽ khinh thường em. Sẽ rời bỏ em. Anh rất tốt, em không xứng với anh, không, không. Lan Lan, trong lòng anh em là nhất. Đó là anh đã cố gắng hết sức để làm vợ vui lòng. Ngoan, đừng khóc, khóc làm tim anh rất đau. Em hãy yên tâm về những việc sau này, anh sẽ giúp em giải quyết kết quả mà em muốn, anh sẽ giúp em hoàn thành. Mẹ à, mẹ có việc gì nói với con là được. Mẹ định làm gì với Lan Lan vậy? Lan Lan bị thương vẫn nằm trên giường, xin đừng làm phiền con bé nữa. Bị thương, tôi nghĩ cô ta đã làm việc xấu, muốn chạy trốn và không dám gặp người khác. Mẹ à, xin đừng làm phiền con bé. Giang Lan Lan, tại sao mày lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn báo cảnh sát, đưa Lâm Chí và Bạch Vi vào đồn cảnh sát. Bà nội, bà đã nhầm rồi, người gọi cảnh sát là tôi. Và còn nữa, họ đã làm hại người, liệu không nên đưa họ vào đồn cảnh sát sao? Cậu, họ không có ý định làm hại ai cả, chỉ là vô tình làm hại Lan Lan. Có cần phải báo cảnh sát vì chuyện này không? Chúng ta đều là một gia đình, có cần phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy không? Nếu hàng xóm biết chuyện này, họ sẽ chế nhạo chúng ta đấy. Có phải là vô tình không? Cảnh sát sẽ tự đánh giá về những người trong gia đình mà bà vừa nói. Xin lỗi, tôi không đồng ý. Gia đình của Lan Lan, chỉ có mẹ cô ấy và em trai từ trước đến nay. Tất nhiên. Và còn tôi nữa, sau này còn có gia đình của tôi. Nhưng không bao giờ có gia đình họ Giang. Ý của cậu là gì? Lan Lan, mày dám không công nhận bố mình à? Còn không công nhận người bà này nữa sao? Tôi có gì mà không dám? Ngay từ 10 năm trước, tôi đã không có quan hệ gì với các người từ lâu rồi. Bà Giang, tôi cũng nói với bà, muốn tôi tha cho mẹ con Lâm Chí. Tuyệt đối không thể.
Từ khi còn nhỏ, họ đã bắt nạt chúng tôi còn nhỏ, nên không có khả năng chống trả, tôi chấp nhận số phận. Nhưng bây giờ họ còn dám làm hại mẹ tôi sẽ để cho họ ăn cơm tù, đó là những gì họ xứng đáng, bà cũng đã thấy rồi. Chuyện này không thể thay đổi được nữa, bà đừng tự mình gây rắc rối nữa, đi thôi, Lan Lan còn muốn nghỉ ngơi. Lan Lan, chúng ta và họ đã hoàn toàn đối đầu với nhau rồi đúng không? Mẹ còn không muốn buông tay sao? Làm sao có thể? Tiểu Hào, mẹ và chị đã quyết định cắt đứt mối quan hệ với họ, chưa hỏi ý kiến của em nghĩ sao? Chị cũng biết tình hình hiện tại của em rồi, mắt em không nhìn thấy. Họ luôn coi thường em, vì vậy em cũng không có cảm xúc gì với họ. Đều tại mẹ, là mẹ đã làm phiền hai con. Anh Song, tôi không làm phiền anh và chị dâu chứ? Không, không, sao cậu lại đến vào buổi tối thế này? Hôm nay, tôi đã tìm được một số điều thú vị, tôi không thể chờ đợi nữa mà đã mang đến đây. Chị dâu, có thể có ích cho chị đấy. Đây là bằng chứng ngoại tình, không chỉ là ngoại tình, mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bố cô đã bị lừa, và Bạch Vy cũng không phải con gái của bố cô. Thật là một trò cười, Giang Phong à, Giang Phong, ông thật đáng đời. Tống Diên, em nghĩ rằng, để Lâm Chí mẹ con ngồi tù cũng chẳng thú vị lắm. Em muốn xem họ cãi nhau. Anh giúp em đưa những bức ảnh này, giao cho Giang Phong nhé, em muốn ông ấy tự mắt thấy, hai trái tim quý giá ông ta ôm trong lòng. Cuối cùng nó là cái gì? Được, nghe theo em. Hai tên khốn này, biết rằng con đang nằm viện ở đây, cũng không đến gặp con, Giang Giang và Tiểu Hào chúng nó không có hiếu. Sao lại độc ác đến thế? Lẽ ra con phải biết sớm hai tên nghịch tử này, khi chúng sinh ra, con đã nên giết chết chúng từ lúc đó, bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Hãy nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Nghĩ xem làm sao để cả hai mẹ con Lâm Chí được bảo lãnh ra. Con cũng đang nghĩ ra cách đây, nhưng hiện tại tình hình của con chỉ biết đợi tin tức mà thôi. Sau chuyện này, A Phong, con phải nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ với hai đứa trẻ này. Tâm hồn của chúng rất đen tối và thâm độc, đừng mong bọn chúng hiếu thảo với chúng ta. Chúng ta hãy để tiền cho Bạch Vy. Dù Bạch Vy không đạt được gì đáng kể, nhưng ít nhất là con bé rất hiếu thảo. Nghe theo mẹ. Cậu đến làm gì? Ai bảo cậu đến? Tôi cũng không muốn đến, nhưng khi tôi nghĩ về việc các người đã bắt nạt tôi không thể nuốt trôi cái tức này. Vì vậy tôi đến tìm niềm vui với các người. Ý gì vậy? Nhanh chóng cút ra, chúng tôi không chào đón cậu. Hãy xem cái này, có thể sau khi các người xem xong, thái độ có thể sẽ khác đi. Cũng có thể, cầu xin mẹ con Giang Giang tha thứ. Làm sao có thể, Lâm Chí làm sao có thể phản bội tôi, người phụ nữ này, cô ta dám làm vậy sao? Đây chỉ là giả phải không? Cậu cố tình bịa ra, gieo rắc chuyện phiền toái, ha ha, chỉ có ông mới xứng đáng tôi bỏ công sức vào, nếu không phải vì các người đã đối xử tàn nhẫn với vợ tôi, làm tôi đau lòng, muốn giải quyết vấn đề cho cô ấy, tôi đã đi điều tra. Giang, nếu ông không tin, ông có thể tự điều tra,
Được rồi, đồ đã được gửi. Tôi sẽ không ở lại đây nữa. Chúng ta phải ly hôn với Lâm Chí. Loại phụ nữ lăng nhăng như vậy, không thể để lại, còn nói muốn tìm cách bảo vệ họ ra khỏi tù. Mẹ nghĩ, nên để họ chết trong tù thì tốt hơn. Con nhìn xem, A Phong, con không thể mềm lòng. Bà đã cắm sừng con, còn để con nuôi con của kẻ khác, trong lòng cô ta không có con chút nào. Lâm Chí, tôi sẽ giết chết cô. Bố có thể chắc chắn đứng ra làm chủ cho mẹ con không? Con khốn Lan Lan này, thậm chí đưa con và mẹ vào trụ sở cảnh sát, hai mẹ con trong đó rất lạnh và đói, gần như sợ đến chết. Chồng, Giang Lan Lan rất quá đáng. Dù sao đi nữa, ông cũng là bố cô ta, ông nhất định phải dạy cô ta cho thật tốt vào. Nói đi. Sao không nói nữa? Sao không nói nữa? Đồ đàn bà đê tiện, điều này không phải là thật, ông phải tin tôi, điều này đều là giả. Có dám làm xét nghiệm ADN không? Tránh xa. Mày không phải con gái tao. Con đàn bà đê tiện. Giang Phong của chúng tôi đối xử có tốt với cô không? Trong 10 năm qua, nuông chiều cả hai mẹ con cô, vì cô, ngay cả đứa con ruột của anh ta, đều không muốn chúng nó. Cô đáp trả Giang Phong như vậy à? Sao cô không chết đi? Ly hôn, từ hôm nay trở đi, cả hai người cút ra khỏi nhà tôi. Con không muốn, đừng đuổi con đi. Đừng đuổi con đi, tôi không muốn ly hôn, tôi sẽ thay đổi từ bây giờ. Cút, tôi sẽ thay đổi, còn dám nói thêm một lời nào nữa. Tin hay không tôi sẽ đi tố cáo mấy người tại đồn cảnh sát. Đồ lừa đảo, ly hôn, tôi cảnh báo cô, những thứ của gia đình chúng tôi, nếu cô dám lấy đi dù chỉ một xu, tôi sẽ khiến cô phải ngồi tù đến cùng. Cút. Cút. Giang Phong. Con không được có chuyện gì đâu đó. Mẹ chỉ còn mình con thôi. Lan Lan, Tiểu Hào, các con đã đến. Lan Lan, Tiểu Hào. Bố xin lỗi. Là bố đã sai. Sai đến mức không thể chấp nhận được. Xin lỗi các con. Ông Giang, bây giờ ông nói những điều này còn ý nghĩa gì nữa không? Hôm nay tôi đến, không phải để nghe ông xin lỗi, tôi đến chỉ để xem. Kết cục của ông, nhìn ông nằm trên giường không thể di chuyển. Tôi chỉ cần thế là đủ. Lan Lan, con ghét bố con đến thế sao? Anh ta là bố ruột của con đấy, có máu mủ với nhau, đó là mối quan hệ thân thiết nhất. 10 năm trước tôi và Tiểu Hào đã không còn bố từ lâu rồi. Trước đó không có. Sau này càng không có, Lan Lan. Đúng rồi, còn một việc phải nói với mấy người. Từ hôm nay trở đi, tôi và Tiểu Hào chính thức cắt đứt mọi quan hệ với mấy người. Nếu ông không chấp nhận được, ông cũng có thể kiện, sẽ được đền bù những gì cần thiết. Chúng tôi cũng sẽ đáp ứng không thiếu một xu nào hết, còn về sau này. Xin đừng đến tìm chúng tôi nữa. Tống Diên, chúng ta đã được giải thoát. Anh rể, chúng em tự do rồi. Tống Diên, em không sợ nữa, vì có một gia đình tồi tệ mà đã không làm anh vui được. Từ nay em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Xây dựng một gia đình hạnh phúc và vui vẻ. Được. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.